thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ê-xê-chi-ên chương 27. Ê-xê-chi-ên chương 27 là lời ai than sống động và thơ mộng cho thành Ti-rơ cổ. Trong chương này, tiên tri Ê-xê-chi-ên truyền đạt sứ điệp từ Đức Chúa Trời, mô tả sự vĩ đại, giàu có và mức độ giao thương sâu rộng của thành phố. Ti-rơ, một trung tâm hàng hải nổi bật, nằm ngoài khơi bờ biển Liban ngày nay. Vị trí chiến lược cho phép nó trở thành trung tâm thương mại và là biểu tượng của sự giàu có trong thế giới cổ đại. Tuy nhiên, đoạn kinh thánh cũng báo trước sự sụp đổ của Ti-rơ do tính kiêu ngạo và quá phụ thuộc vào của cải vật chất. Ti-rơ được so sánh như một con tàu sang trọng, được trang trí bằng những vật liệu tốt nhất và được điều khiển bởi những thủy thủ lành nghề từ nhiều quốc gia khác nhau. Con tàu tượng trưng cho sự thịnh vượng của thành phố và mạng lưới thương mại rộng lớn mà nó đã thiết lập với các quốc gia khác. Sự giàu có và nổi bật của Ti-rơ là kết quả của mối quan hệ với các lãnh thổ xa xôi, bao gồm Ai Cập, Tây Ban Nha và Ả Rập. Các quốc gia này đã cung cấp cho Ti-rơ rất nhiều hàng hóa có giá trị như vàng, bạc, ngà voi, đá quý và hàng dệt may cao cấp. Thành phố tự hào về những thành tựu với vẻ đẹp vô song và sự giàu có. Tuy nhiên, niềm tự hào này cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của thành phố. Nhà tiên tri mô tả một cơn bão khủng khiếp nhấn chìm con tàu, làm nó vỡ tan thành từng mảnh và khiến nó chìm dưới làn sóng. Hình ảnh sóng động này tượng trưng cho sự hủy diệt của Ti-rơ khi Đức Chúa Trời phán xét thành phố vì sự kiêu ngạo và tự lực của nó. Khi suy ngẫm đoạn kinh thánh này, chúng ta được nhắc nhở về bản chất nhất thời của củ cải vật chất và thành công trần thế. Cho dù một thành phố hay một quốc gia có thể trở nên vĩ đại đến đâu, thì những thành tựu và sự thịnh vượng của nó cuối cùng cũng chỉ là tạm thời. Câu chuyện về Ti-rơ thách thức chúng ta xem xét nơi chúng ta đặt niềm tin và sự an toàn của mình. Thay vì dựa vào những thành tựu của chính mình hoặc sự giàu có phù du của thế giới này, chúng ta nên tìm thấy hy vọng và sự bảo đảm của mình nơi Chúa. Ti-rơ rơi vào sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng câu chuyện về thành phố này như một lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời cuối cùng đang kiểm soát vận mệnh của các quốc gia. Ngài dựng lên những người lãnh đạo và sắp xếp lịch sử theo kế hoạch thiêng liêng của Ngài. Là những người tin Chúa, chúng ta có thể yên tâm khi biết rằng ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn và bấp bênh, Đức Chúa Trời vẫn tể trị, hướng dẫn thế giới đến mục đích cuối cùng của Ngài. Chúng ta có niềm hy vọng nơi sự cứu chuộc và kế hoạch toàn hảo của Đấng nắm giữ tương lai. Câu hỏi suy ngẫm: nếu đặt cuộc đời tôi dưới ánh sáng của Đấng tể trị và biết rõ, tôi cần ăn năn điều gì trong cái nhìn của tôi về đời sống, thành công và tương lai? Tôi đang lo sợ điều gì? Thank you.
lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã nhắc nhở chúng con về bản chất phù du của sự giàu có và thành công trần gian và hậu quả của sự kiêu ngạo và tự mãn. Cầu xin Chúa giúp chúng con tránh xa những cám dỗ của chủ nghĩa vật chất và sự buông thả. Xin giúp chúng con nhận biết rằng sự giàu có thực sự nằm trong kho báu trên trời, chứ không phải sự giàu có phù du của thế giới này. Trong thử thách và đau khổ, xin giúp chúng con lệ thuộc vào Ngài và nâng đỡ để chúng con sống với nhận thức chính Ngài là vần đá và là đồn lũy vững bền. Xin cho chúng con luôn được yên ủi trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.